Xin chào các bạn, xin giới thiệu các bạn, đây là chiếc xe Yamaha NVX2019. Hôm nay tôi sẽ có buổi đánh giá review về cái chiếc xe này, một trong những mẫu xe rất hot trên thị trường hiện nay. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về các bạn về những cái điểm mạnh, điểm yếu của cái dòng xe này. Thì thực ra thì tôi cũng là người tiêu dùng thôi, tôi cũng chạy một cái xe này. Hiện tại là đã tháng này là tháng thứ 3 rồi. Đầu tiên tôi mời các bạn ngó qua về vòng quanh của cái xe này. Vâng, thưa các bạn, về cái thiết kế về ngoại hình thì chiếc Yamaha NVX 2019 này ấy, thì được thừa hưởng thiết kế rất là trẻ trung, rất là hiện đại, rất là sang trọng và đẳng cấp. Các bạn nhìn lại từ bộ lốp này, trước đến bộ la răng. Đến phần là cụm đèn pha, cụm đèn xi nhan. Cũng như là bộ cánh phía sau, cánh phía trước các bạn xem. Các bạn thấy đây rất là hầm hố, mạnh mẽ phải không ạ? Tất nhiên là mạnh mẽ và hầm hố rồi. Đi kèm với nó thì là vì thiết kế của Yamaha hầm hố nên là mình nhìn so với lại các cái dòng xe khác như là SH chẳng hạn hoặc là Everest chẳng hạn thì mình thấy sự choáng ngợp của cái dòng này. Mình đi trên phố thì là cảm giác cồng kềnh, lần đầu tiên tôi đi, trong tuần đầu tiên tôi đi thì cảm giác rất là bất tiện khó chịu, nhưng mà hiện tại thì tôi đi quen rồi, đi cực sướng rồi các bạn, không có vấn đề gì, rất thoải mái. Nhưng mà so về cái thế mạnh, điểm yếu tôi thấy là nó cồng kềnh thật, nhưng mà nếu mà để so với lại cái sự tiện lợi của nó thì tôi có thể không vấn đề gì. Yamaha NVX 2019 của tôi là cái phiên bản là cao cấp nhất, nên là nó trang bị rất là nhiều cái tính năng, 155 phân khối này, trang bị ABS này, trang bị chìa khóa thông minh này. Chìa khóa thông minh như thế nào ạ? Tôi cũng chia sẻ luôn. Đây là cái chìa khóa thông minh này. Chìa khóa này nhé, bạn lúc bạn kết hợp với xe chỉ cần để xe ở cái chìa khóa ở trên người và cách trung bình xe khoảng 1 mét thì bạn có thể thực hiện những cái thao tác như là để nổ, khởi động máy. Vâng, chứ không phải là để cắm vào những cái xe số bình thường, rất là thông minh, rất là hiện đại. Đây là cụm đồng hồ thưa bạn, cụm đồng hồ với lại đồng hồ thông minh. Tôi đang để nổ đây, để nổ trong nhà tôi, nhà kính nên là ồn quá. Tôi xin phép tôi tắt đi để review với bạn nghe rõ hơn. Trên cái cụm màn hình hiển thị này ấy, thì được rất là nhiều cái chức năng. Đồng hồ này, đồng hồ điện tử này, hiển thị số này. Tôi đang đi với lại cái mức tiêu thụ nhiên liệu này thì nó cũng tương đối là tiết kiệm. 45,5 km trên lít. Cái đợt đầu tôi đi chưa quen, tôi đi với lại thường thử xe thì nó rơi tầm khoảng 40, 40, 42.
phóng nhanh phanh gấp, lạng lách, đánh võng, nên là nó không được tốt cho lắm. Nhưng hiện tại tôi đi với mức định là 45.5 này, rất là ổn định. Đây, hiện tại tôi đã đi được 1.854 km. Đây, audio của tôi này. Đây là bình xăng của tôi là rơi vào tầm mấy lít nhỉ? Hình như là tôi nhớ không nhầm là khoảng 4 lít gì đấy. Nó có 6 vạch, 1 2 4 5 6 6 vạch. Đây, số km sẽ hiển thị điện tử. Bên này đồng hồ. Đồng hồ bây giờ hiện tại đang chỉ là 10 giờ 28, đây là giờ tối nhé. Tôi cũng review giờ tối đây, ban ngày tin nào review cho bạn xem. Tôi xin tắt đi để khởi động lại, hiển thị những cái tính năng. Nút này, nút test, chìa khóa. Ấn. Trước khi bạn dùng, bạn ấn một phát. Đấy, ấn để mở. Chìa khóa ABS, nước làm mát. Engine start stop, những cái tính năng này. Vì sao cái ABS này nó sáng thì cũng thưa các bạn là cái ABS nó sáng là do mình khởi động mà mình sẽ phải đi được khoảng 3 đến 5 mét là sẽ tự tắt. Còn những cái ví dụ như là cái động cơ này, cái ABS này, những cái tính năng này mà nó hiển thị báo vàng là bạn nên cho vào trong Yamaha Thao để kiểm tra nhé. Vâng, nãy giờ tôi chém gió các bạn thế thôi, thì hiện tại thì tôi cũng chia sẻ luôn với các bạn là chiếc Yamaha NVX 155 phân khối này. Thì thưa các bạn thì về cái ngoại hình, về thiết kế rồi, còn về cái sự tăng tốc thì tôi cũng đánh giá là cái xe này thì tăng tốc rất là mạnh mẽ. Các bạn có thể lúc bạn ga, các bạn đi, độ vọt, độ bốc của nó thì rất là tuyệt vời so với dòng xe khác tôi đã đi thử như SH hay như Airblade. Thì cái NVX 155 này thì tăng tốc quá tuyệt vời luôn, út tốc mạnh mẽ, mà kèm theo đó đấy là cái tôi phải ghi nhận, nếu mà các bạn đã chạy thử các dòng xe khác chưa, tôi ghi nhận là cái tay lái của cái Yamaha này cực nhẹ, cực mượt mà, bạn đi nhanh, bạn phóng nhanh thì tay lái nhẹ nhàng nhưng mà rất là chắc, cảm giác tay lái rất là chắc. Và khi mình đi với tốc độ thì xe cứ vun vút vút chạy, không có lúc mình giảm ga. Tôi cũng giật mình, lần đầu tiên tôi đi cái dòng này tôi giật mình là xe cứ vậy trôi dần chứ nó không có độ ì mà lúc bạn giảm ga. Về cái yên sau thì bạn trông thế thôi, cái yên sau này lúc cao lúc lên xuống rất là khó khăn, nhưng mà khi bạn ngồi lên thì cảm giác thoải mái, ngồi rất là thoải mái, ngồi rất là sướng các bạn ạ. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm cái video của tôi. Nếu mà các bạn cảm thấy hay có thể ấn nút đăng ký cái channel của tôi, thì các bạn có thể ấn để theo dõi những cái video tiếp theo. Tôi sẽ đánh giá quả cả cái chi tiết của dòng xe này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.